Xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay lại chỗ Thành Phú nè, chỗ nhà của anh bạn nè. Thì ngày hôm nay anh có đem cái lô mai mới về và anh mới nè. Thì nay mình sẽ quay chi tiết từng cây, rồi chút xíu anh báo giá từng gốc luôn. Anh em nào mà quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại anh bạn để phần tiêu đề anh em. Thì đầu tiên là gốc số 1 nha anh em. Gốc này chiều cao khoảng như anh bạn? Này chúng ta cũng 4 mét. 4 mét hả anh? Còn phía bên đây thì nó sắn à. Sắn dặn này. Sắn. Cành nó cũng sắn dặn luôn. Còn chi cành đó thì anh em thấy là nó sắn nó dặn. Lịch sử vậy. Hầu như là cái cây này em thấy cành nào chi nào nó cũng dặn hết trơn anh. Anh em thấy mớp rồi anh em. Nói chung là cái nó giống như cục bột mà nó dặn lại anh, giống như mình đi siết bột cho nó cứng rồi đó. Nó dặn lại. Đây phía trên anh em thấy đống vú bò cũng khá là nhiều, những cái chi cành nó ra phía đầu cành. Cây này khoảng nhiêu năm anh biết không anh? Khoảng 25 năm. 25 năm hả anh? Là từ ngày chủ nhà trồng là tới giờ luôn là anh mua vậy ha. Tại vì con Ồ, ở đây học qua đây. ra đại học rồi. Đây mấy cái vú đống bự. Cây này phải bẫy xù không anh? Mấy cái này nè, phải không? Muốn lên xù đây. Thấy mấy cái điểm này giống như lên cục xù nhá, bú đầu khá là nở nha nè, nói chung là củ nở đít bự nè, đít bự lắm, đít 2 gang hở luôn, hai tay hở đây luôn. Hay sao anh em thấy hai chân có cái đuôi luôn không anh? Này cái đuôi phải không? Ồ, đã. Bên đây thì nói chung cái cây này mình bên ngoài lực lắm nha anh em, mớp nè anh em, sắn lực lắm. Còn những cái nách thì nó ra này nè, không biết phải xù không anh em, cho mình lời bình luận phía dưới. Đo. Anh đo mà em thử hoành đi anh, cho anh em ta tham ngay, khảo. Ngay cái chỗ eo nhỏ mà co lên này là nó không, anh đo cứ sát đây đi, sát đây là cho bự nhất đi là nhiêu, rồi anh đo lên đây ngay lại nhiêu anh, 60. Rồi mình đo lên chỗ cái eo nhỏ này nó khoảng nhiêu anh, mình đo 2-3 vòng cho anh em dễ. Eo là 55. 55 eo. Rồi anh đo từ tinh cái cành nó xuống dưới sát đất luôn khoảng nhiêu anh? 60. 60. Cái này là chốc da hay sao anh? À, nó nằm dưới đất. Cái này bị nằm dưới đất á, đó đất nó ém tới đây nè. Cái chủ nhà nó cạy, nó bị tày. Chủ nhà nó Nhưng mình môi lên cái nó tày ha. Tày nó bỏ, nó không có trái keo. Quay lại cho anh em xem gốc này này cũng khá là lạ, nó mốp hết tờn cái thân nè. Cái này rồi mình thấy bông rồi mình thích mình mua ha, hay sao anh? Đúng rồi, còn đẹp lắm. Cái bộ ghế nó, thấy cái bộ giò nó bỏ quá đẹp. Cây này mà nếu mà anh em nào mà có ý định giao lưu với anh là mình bán tại vườn là giá nhiêu anh? Giá 140 còn thương lượng. 140 triệu còn thương lượng anh em, ví dụ anh em ở xa mình ship tới nơi được không anh? Thì nói chung là giá khởi điểm là 140, nhưng mà anh em nào mà thích thì anh em có thể thương lượng hay gì đó thì liên hệ trực tiếp với anh bạn, nói chung là giá cả mình còn thương thảo với nhau được nữa. Kế bên thì ảnh có một cái cây phôi, cây này thì một cốt đi lên và đế khá là đẹp nha nè. Thì chiều cao nó khoảng nhiêu anh bạn? Chiều cao nó khoảng 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi, chi cành lực nha anh em. Cái này thì cái này là vết cắt này là anh mới cắt ha, cắt hồi nào anh? Của chủ nhà cũ, người ta nhà cắt, cũ ha, người ta đục cắt, ta bỏ nó kéo rồi, nói chung kéo là rồi. Nó tới thịt hết rồi, không có đây thì có một những cái cành nó dặn anh em, nó tạo thành cái cục cũng khá là lớn nè, tay mình đút vô tương đối lớn. Chi cành thì nói chung thì lực lưỡng, cái này anh em đây gì cũng vậy. Chơi ấy thì cắt sâu vô, chơi bonsai thì cắt ngắn. Cái này chắc cành dư mình cắt ở lành nè, lâu ngày lành đúng không anh? Trong đây cũng vậy nó nè. Lên nù vậy. Cái này đang không phải cành quá. Thấy không? Lên nu nù vậy nè. Cái này là lên nu hả anh? Lên nè. Cái này. Rồi để quay bên cho anh em nè, xem cái xung bên quanh cái nè, bộ đế cái nữa. Cái này nó lên chứ đâu phải cành. Dạ. Cái lên vuốt rồi nó nu. Đế đều hết trơn luôn ha. Lên thủ. Bốn mặt đều có đế hết. Cái cục cái này này tự thì nó lên không chứ đâu phải cành. Dạ. Giống bạch tuộc quá anh. Cái này em nhờ anh vô đo thử hoành nó khoảng nhiêu anh? Hoành nó là 59.
59 của anh. Rồi anh đo cái dành quành nhỏ cho anh đi anh, khoảng nhiêu anh? Đại cao lên đi anh. 51 của anh. Con đó. Dạ. Từ dưới đây lên đây thì thấy đây. Nó xoắn nè, thân nó xoắn. Củ đế nhiêu anh? 104. Củ đế là 104 củ đặc đó. Dạ. Cái này nếu anh em muốn giao lưu với anh là giá khoảng nhiêu anh bạn? 44 triệu. 44 triệu là tại vườn ship không anh? Có bao ship gì không anh? Thương lượng nha. Rồi anh đo em thoát thân nó khoảng nhiêu cho anh em người ta biết anh. Thân từ đất hả? À, từ đất luôn nha. Nhiêu anh? 50. Rồi. 59, 50. 50 thoát thân. Anh đo em những cái chi cành này coi coi nó khoảng nhiêu để anh em ta biết. Cái này chắc cũng lâu năm anh. Nhiêu anh? 23. 23. Cái này nhiêu năm anh biết không anh? Cái này cũng hai mấy năm á. Dạ. Cũng nhà nó mấy năm. Bên đây nhiêu anh? 22. 22 nè. Cây thì nói chung thì nó cũng sắn mà. Nói chung cái cây này thì đế thì cũng khá ok. Quay cho anh em xem khu đế lại lần nữa đi. Đế gà. Lực bạch tụ. 44 triệu nha anh em, giá tại vườn. Hôm trước thì cái lô mai trước anh bán rồi, anh còn là một gốc nha nè. Sẵn đây quay cho anh luôn. Là chiều cao gốc này chắc trên 4 mét anh, đụng mấy nhà luôn rồi. 4 mét. Một cốt đi lên. Cái này anh đang kích tược hả anh? À, kích nó phúng tược rồi. Gà tược rồi hả anh? Nó phúng rồi. Ồ. Vậy nó gà tược rồi nè anh em. Nó phúng nhóc rồi. Quá trời luôn. Cái này nói chung là nó sống là chắc cú rồi hả anh? Chắc cú bao sống. Rồi bộ đế đây. Cái bạch tuộc luôn. Bên đây có đế nữa anh. Ồ, bên đây có hai ghế nè. Bích hết luôn, đâu trống chỗ nào. Để lực luôn à. Tay thân nhỏ mà để lực. Bên đây có. Cái này anh thấy mặt bông chưa anh bạn? Cây này thì không thấy bông. Không thấy bông anh, chưa thấy bông nha. Chủ nhà nó 5 đến 8 cánh. 5 đến 8 cánh. Rồi anh đòm em thử cái hoành nó khoảng nhiêu nè. Đo nghe cái eo ha. Nghe cái eo đi. 44. 44. Rồi đo cái củ khoảng nhiêu anh? Củ đặc đó ha. Dạ. Củ nó 100. 100. Cái này mình giao lưu nhẹ với anh em ở xa ở gần gì đó là bao nhiêu anh? 12 triệu. Có ship không anh? Thương lượng nha. Ở đây mình địa chỉ chính xác mình là ở đâu anh bạn? Ở xã Bình Thạnh, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Dạ thì anh em nào mà ở gần khu vực gần Bến Tre Thành Phú. Gần Bến Xe Thành Phú thì anh em có thể đến nơi gần nhà anh bạn nè. Anh em có thể xem chi tiết từng cây. Rồi giá cả thì mình có thể mình thương lượng sau nha anh em. Gốc tiếp theo là gốc mai thôi phải không? Sù. Mày phải sù không anh? Không, chứ mới bể bể. Bể ha, chứ không phải sù ha. Chuẩn bị lên. Cái này thì hoành ngoạn trăm nha nè. Chút xíu thì mình sẽ đo chi tiết sau. Đo cho quay cho anh em xem mình cắt. Đó mà cắt. Cái chủ nhà cắt. Quay cho anh em xem một vòng của cái bộ đế này. Cái này ngoài 100 không anh? Cái hoành đó. Ngoài 100. Ngoài 100 thôi. Đế này. Cái này lâu lâu năm chưa anh? Cái này 50 năm hơn 50 năm. Một củ khá là dữ. Anh đo em thử hoành nó khoảng nhiêu. Đưa cái thùng vô coi. Học nó xi nhê vậy đó. Rồi anh đo em thử hoành khoảng nhiêu. Nhiêu anh? 106. 106. Rồi anh đo phía hoành xem. Cao nè đi. Rồi. Nhiêu anh? 75. 75. Rồi mình đo trên đây luôn anh. Vòng trên đây luôn. 70. 70. Chi cành khá là lớn. Nói chung cây này lúc thời nguyên thủy đó chắc nó khá là lớn. Còn đây là cái bộ đế anh em. Gọi cho anh em xem một vòng bộ đế nữa. Cái nữa. Cây này giao lưu giá nhiêu anh?
190 triệu. 190 triệu hả? Có bao ship không anh? Bao ship luôn. Rồi. Ok anh.